tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Checo Osuman, trưởng văn phòng đại diện khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã điểm lại một số kết quả hợp tác giữa Việt Nam và OIF trong thời gian qua, kể từ khi trở thành thành viên chính thức của OIF năm 1970. Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đóng vai trò quan trọng của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trên cả ba phương diện hợp tác văn hóa, giáo dục và kinh tế. Việt Nam và các quốc gia thuộc OIF có những điều kiện bổ sung phù hợp lẫn nhau để cùng phát triển. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn OIF đã luôn đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc kết nối các thành viên của cộng đồng pháp ngữ. Bộ trưởng đề nghị OEF tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong việc điều phối năng lực các quốc gia thành viên sử dụng hợp lý các nguồn lực trong bối cảnh mới nhằm nắm bắt các cơ hội hợp tác giữa việt nam và các nước cộng đồng pháp ngữ trên lĩnh vực thương mại công nghiệp đầu tư bộ trưởng cũng hoan nghênh ý tưởng của OEF về việc tổ chức đoàn công tác và đánh giá cao sự tin tưởng của OEF khi lựa chọn việt nam là điểm đến đầu tiên của một chuyến thăm chính thức cấp cao hậu covid đồng thời khẳng định bộ công thương luôn ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan để sự kiện được diễn ra thành công trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát